Chào anh chị, đây là cái cây phi điệp năm cánh trắng má cam mũi hồng của anh nguồn gốc nhà anh Tấn Phong. Là một trong những cây phi điệp rất là đẹp từ thân lá. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy thân lá đúng không ạ? Rất đẹp. Hoa đây. Thực ra thì cái hình này nó mờ đấy, chứ còn ngoài thật thì mắt nó vàng hơn, mũi nó hồng hơn. Cái này quay nó bị mờ nên là không được đẹp lắm. Có thể là sang năm thì mọi người em có lại cây đấy thì sẽ quay lại nó cẩn thận hơn. Quay bằng điện thoại nó hơi cùi nên là nó không được rõ nét. Nhưng anh chị cũng có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy thì cũng là một cái cây rất là đẹp từ thân lá cho đến hoa. Thế nên là được rất là người nhiều yêu thích. Nhưng mà khi chụp ảnh ấy thì lên cây này nó mới thật, thì các bác mới có thể nhìn thấy được sự vẻ đẹp thực sự của nó về bông hoa. Còn nhìn xa này thì chỉ các em chỉ quay được thân lá thôi. Thân lá trồng cắt bà thân nù rất to, lá dày, dạng lá mít, rất là đẹp. Thì lúc nào có dịp thì mời các bác đến nhà em ngắm cái cây này. Cứ sang năm thì nó nở hoa lại thì em sẽ mời các bác đến ngắm và phát trực tiếp để mọi người có thể cùng nhìn thấy. Chứ gần đây thì em chỉ quay video thì nó cũng hơi kém, có gì là mong các bác thông cảm. Em chỉ muốn giới thiệu sơ qua để mọi người cũng biết là cây này em quay từ lâu rồi, mấy năm rồi. Trong năm nay nó nở toàn kỳ, không nở cái hoa nào cả, nó lên toàn kỳ thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào các bác.